Xin chào tất cả quý vị, ngày hôm nay thì tôi đang có mặt tại ngã ba Cà Tâm thuộc xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Như quý vị biết thì Tây Ninh là tỉnh có đường biên giới dài 240 km giáp với Vương quốc Campuchia. Trong chiến tranh tại Việt Nam, Tây Ninh lại giữ một cái vị trí vô cùng trọng yếu. Nơi đây vừa là nơi đóng căn cứ của Trung ương Cục miền Nam, cũng như là căn cứ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, cùng nhiều ban ngành đoàn thể của cách mạng. Cho nên tại các cái khu vực biên giới, phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã thiết lập nên các cái trại lực lượng đặc biệt. Và tại Cà Tâm của Tây Ninh có một trại lực lượng đặc biệt rất là nổi tiếng, đó chính là trại Cà Tâm. Trong giai đoạn xuân hè năm 1968, nhất là sau cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa buộc phải chuyển vào cái thế phòng ngự bị động và đã thay đổi biện pháp chiến lược từ tìm diệt sang chiến lược càn quét và giữ. Và tại trại Cà Tâm này đã từng diễn ra một trận đánh ác liệt của bộ đội đặc công cơ giới miền mang phiên hiệu C-16 đánh vào căn cứ Cà Tâm vào năm 1968 trong đợt 3 của cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Như vậy thì ngày nay trại lực lượng đặc biệt Cà Tâm có còn lại dấu tích gì hay không, và trận đánh vào trại Cà Tâm vào năm 1968 sẽ như thế nào? Sau đây xin mời tất cả quý vị cùng tôi, chúng ta sẽ tìm về những dấu tích của trại lực lượng đặc biệt Cà Tâm tại Tân Đông của Tân Châu, Tây Ninh. Thưa quý vị, đây chính là ngã ba Cà Tâm quý vị. Đi ngược ra đây về là hướng ngay chỗ thị trấn Tân Châu. Còn đường này thì chúng ta sẽ qua lại khu vực Bố Túc đó quý vị, đi về Bình Phước. Ha, từ đây thì cũng gần cái khu vực của biên giới Campuchia rồi. Đó, đi theo cái đường này thì chúng ta sẽ qua đi về dầm tới ngay chỗ chiến khu C và đi qua ngay chỗ quốc lộ 22B đó quý vị. Ngày nay quý vị thấy ha, thì Cà Tâm đã thay đổi rất là nhiều rồi. Như vậy thì từ ngay chỗ này thì cách ngay chỗ cái đường biên giới khoảng 300m thôi quý vị ha. Đó, ngay chỗ mũi tên đi lên đó là 0,3 km, ngay chỗ trạm đồn 819 đi quẹo phải về là đường tỉnh 792B và quẹo trái là sẽ ra là ngã ba Vạc Xa 11 km. Đó, đi thẳng về hướng đó thì chúng ta đã bước qua bên kia là đất của Campuchia rồi. Rồi tới đây mình quay lại nha quý vị ha, tại vì mình đi tới đây là được rồi, không có bước qua bên biên giới làm gì. Trong cái thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam thì đường biên giới giữa Việt Nam, Campuchia luôn là những cái điểm nóng về quân sự. Như chúng ta biết thì Tây Ninh có đường biên giới giáp với Campuchia là 240 km, nằm ở cửa ngõ hướng Tây và Tây Bắc của Sài Gòn. Phía quân giải phóng đã thiết lập một cái đường Hồ Chí Minh dọc theo tuyến biên giới để tăng cường binh lực cũng như là tiếp viện cho chiến trường miền Nam. Tuyến biên giới là nơi hoạt động tự do của quân giải phóng. Bước vào mùa khô năm 1966-1967, quân đội Mỹ đã mở ra hàng trăm cuộc hành quân lớn nhỏ, trong đó có 3 cuộc hành quân then chốt hướng vào cái vị trí chiến lược ở miền Đông Nam Bộ. Trong đó phải kể đến thứ nhất là cuộc hành quân Astemporo, thứ hai là cuộc hành quân Sedapon và thứ ba là cuộc hành quân Junction City. Các cuộc hành quân này mục tiêu đánh vào các cái căn cứ ở miền Đông Nam Bộ, mà chủ yếu tập trung vào đánh vào căn cứ chiến khu C, nơi đặt Trung ương Cục miền Nam cũng như là căn cứ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và các cái cơ quan ban ngành đoàn thể cao nhất của phía quân giải phóng. Vào đầu năm 1967, khi mở cuộc hành quân Junction City đánh vào chiến khu C, tháng 2 năm 1967 thì Mỹ đã đưa toán biệt kích A-322 thuộc lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ đi thám sát đường biên giới giữa Tây Ninh và Việt Nam ở khu vực Cà Tâm. Sau đó thì công binh Hoa Kỳ đã quyết định thiết lập một cái trại lực lượng đặc biệt Cà Tâm để chi viện hỏa lực cho cái chiến dịch Junction City. Trại này thì cách đường biên giới Việt Nam Campuchia khoảng 8 km. Đây là trại lực lượng đặc biệt nằm trong cái hệ thống trại giám sát biên giới trong khu vực, giống như các cái trại là Tống Lê Chân, Thiện Ngôn, trại Bến Sỏi và những cái trại khác. Trại lực lượng đặc biệt Cà Tâm thì cách Tây Ninh 40 km về hướng Đông Bắc và cách An Lộc 43 km về hướng Tây. Ban đầu do toán biệt kích của Hoa Kỳ A-322 thành lập, cho nên là trại lực lượng đặc biệt Cà Tâm còn có tên gọi là trại lực lượng đặc biệt A-322.
Ngày 3 tháng 3 năm 1967, tiểu đoàn 1 công binh Hoa Kỳ đã dựng thêm một cái đường băng ngắn trải dài khoảng 950 mét từ bắc xuống nam của trại để cho các máy bay cỡ nhỏ tầm ngắn như là C-123 có thể sử dụng được, cũng như các loại máy bay như là CH-47, UH-1 dễ dàng tiếp cận và chi viện cho căn cứ. Theo hồ sơ của phía không lực Hoa Kỳ, thì trại lực lượng đặc biệt Cà Tum được chính thức khai trương vào ngày 21 tháng 2 năm 1968. Đây là thời điểm mà căn cứ này được xem là hoàn thiện nhất về mọi mặt. Và cái địa danh Cà Tum khi xưa, nay là xã Tân Đông, huyện Tân Châu của tỉnh Tây Ninh. Nói về Cà Tum thì ngày xưa đây vốn là một cái xã rất rộng lớn, diện tích bao gồm các cái khu vực như là Tân Đông, Tân Hạ, Suối Ngô và Tân Hội ngày nay. Và trước mắt quý vị, đây chính là ngã ba Cà Tum quý vị. Đi theo cái hướng này nè quý vị, đi thẳng về, đó chính là khu vực Bình Long, ngày xưa là thị xã An Lộc của Bình Long. Còn đi về hướng này quý vị, còn đi thẳng về hướng này chính là thị xã Tân Châu, và kế bên đây sẽ là chợ nha quý vị. Ngày xưa là ta gọi chợ Cà Tum á, bây giờ là ta gọi là chợ Tân Đông ha. Còn cái hướng ngược lại nha quý vị, để cho quý vị rõ hơn cái vị trí của cái ngã ba Cà Tum. Hướng này là đi về ngay chỗ chiến khu C đó quý vị, nơi đặt căn cứ Trung ương Cục miền Nam, là đi về hướng này. Đi về hướng này ta quẹo trái vô cái quốc lộ 22B đó quý vị. Đi về hướng lò cò Sa Mát đó. Như vậy thì cái vị trí sân bay Cà Tum xưa nó sẽ được xác định như thế này quý vị à. Quý vị thẳng hướng này là về lại ngay chỗ thị trấn Tân Châu. Kế bên đây có một cái cây xăng ha. Đó ngay chỗ xe ba gác với quẹo vô đó quý vị. Đó là đường vô ngay chỗ chợ Tân Đông, ngày xưa là chợ Cà Tum ha. Thì cái đường băng sân bay chính là cái con đường nhựa đó đó quý vị. Rồi bây giờ chúng ta vô lại cái vị trí ngày xưa chính là sân bay Cà Tum của trại lực lượng đặc biệt Cà Tum nha quý vị. Ngay đây là cây xăng Petrolimex đây quý vị ha. Con đường này chính là cái vị trí đường sân bay ngày xưa của trại lực lượng đặc biệt Cà Tum. Bên kia quý vị thấy đó chính là trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân đó, Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh. Đây chính là vị trí đầu đường băng, và cái vị trí này là hướng bắc của đường băng nha. Sân bay Cà Tum thì ban đầu do cái lực lượng công binh của Hoa Kỳ xây dựng, là cái nhóm đầu tiên đó chính là cái nhóm mà biệt kích lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ, nhóm mà A-322 đầu tiên khi mà họ lập cái căn cứ ở khu vực Cà Tum này. Đó là cái nhóm đầu tiên vào giai đoạn mà chiến dịch Dân Sơn City năm 1967 đó quý vị. Đó là chiến dịch Dân Sơn City, thì họ lập một cái căn cứ để làm cái bàn đạp để càn quét các cái vùng giải phóng ở khu vực chiến khu. Đó, ngay chỗ này chính là cái ủy ban xã Tân Đông. Chúng ta đang đi lên trên cái con đường băng ngày xưa. Còn nếu mà mé bên trái đó quý vị, đó chính là cái căn cứ của lực lượng đặc biệt Cà Tum. Và căn cứ có hình ngôi sao 5 cánh đó quý vị. Quý vị thấy cái vùng đất Cà Tum ngày nay cũng thay đổi nhiều ha. Thì một cái xã ở biên giới ở phía Tây của Tây Ninh nè quý vị. Nhưng mà nhìn cũng thấy là trù phú, sung túc. Ngày nay thì hai bên cái đường sân bay cũ á, thì người ta đã xây nhà kính hết rồi. Đây là chợ Cà Tum ngày xưa, người ta gọi là chợ, bây giờ là chợ Tân Đông. Đó, cái hướng ngược ở bên đây chính là cái khu này, chính là phía sau những dãy nhà này chính là cái căn cứ Cà Tum ngày xưa, căn cứ hình ngôi sao 5 cánh đó quý vị. Đó, và hướng bên trái màn hình đó quý vị ha, ngày khu vực này ngày xưa chính là cái căn cứ lực lượng đặc biệt Cà Tum ngày xưa.
Thì nãy giờ mình chạy chỉ mới khoảng 200 mét thôi, cái đường băng nó còn dài đúng quý vị. Qua khỏi chợ Cà Tum một chút xíu. Đó, phía sau cái dãy nhà này nè quý vị, chính là cái trại lực lượng đặc biệt đó, nằm ở bên trong đó quý vị. Tôi nghĩ thì không còn gì đâu, bởi vì căn cứ lực lượng đặc biệt ngày xưa thì cũng không còn gì, tại vì bây giờ là xóm làng nó cũng đã trù phú hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Đường băng mà quân đội Hoa Kỳ xây dựng ở trại lực lượng đặc biệt Cà Tum ban đầu là được đắp bằng đất nha quý vị. Và cái hướng này chính là cái vị trí này chính là vị trí cuối đường băng ngay chỗ hướng nam của trại lực lượng đặc biệt Cà Tum nha. Và khi mà phi cơ của Hoa Kỳ cất hạ cánh ở sân bay Cà Tum thì họ sẽ cất hạ cánh ở khu vực hướng nam này, chứ họ không cất hạ cánh ở khu vực hướng bắc, bởi vì nếu mà cất hạ cánh khu vực hướng bắc là dễ bị quân giải phóng bắn rơi. Cho nên là cái khu vực sân bay á, là tất cả các máy bay khi mà đáp là sẽ đáp ở vị trí hướng nam này. Đó, như vậy thì ngày nay là đây có một cái vị trí điểm cuối nè quý vị. Điểm cuối của sân bay là nó nằm ở đây, ngay chỗ ngay đây có một cái sân vận động. Và trại Cà Tum thì có kiến trúc hình ngôi sao năm cánh với ba cái vòng đai phòng thủ kiên cố từ ngoài vào trong. Kiểu trại hình ngôi sao đem lại cái hiệu quả phòng thủ rất cao. Dòng phòng thủ ngoài cùng là đỉnh của cánh sao và các cạnh của ngôi sao. Bố trí kiểu này thì các ụ hỏa lực của đỉnh cánh sao sẽ dễ dàng thổi hỏa lực chi viện trong các cái khu vực góc và cạnh của ngôi sao. Bên ngoài tiếng phòng thủ vòng ngoài có đến 17 cho đến 18 lớp hàng rào dây thép gai kiên cố. Mền thì được gai dày đặc ở bên ngoài, đặc biệt là mền Playmore lại rất hiệu quả trong việc chống bộ binh xâm nhập. Từ cái vành đai phòng thủ vòng ngoài trở ra, khoảng từ 150m cho đến 200m thì phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa cho dọn dẹp sạch sẽ cây cối, cho nên là địa hình xung quanh trại tương đối trống trải. Về việc bố trí các cái lực lượng theo các cái tuyến phòng thủ, lớp phòng thủ ngoài cùng là do các cái binh sĩ địa phương, còn gọi là lực lượng dân sự chiến đấu, viết tắt là CIDG phòng thủ. Những cái lực lượng này họ cũng đưa gia đình của họ vào ở chung trong trại. Lớp phòng thủ thứ hai là do các cái binh sĩ lực lượng đặc biệt người Việt không phải là người địa phương và các cái binh sĩ gốc Campuchia trấn giữ. Và lớp trong cùng là nơi các cố vấn thuộc lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ và các cái binh sĩ chỉ huy người Việt được tin cậy. Đầu năm 1968, trưởng trại là một sĩ quan thuộc lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa, Trung úy Nguyễn Minh Đường. Và cái tư liệu về Trung úy Nguyễn Minh Đường thì xin phép đề cập ở phần cuối của video này. Và cũng tại cái vòng phòng thủ đặc biệt trong cùng, nơi đây cũng đặt cái bộ chỉ huy của trại cũng như là cái trận địa pháo 105mm. Ở các cái vòng phòng thủ đều có các cái ổ súng máy M60, các chiến hào chạy dọc chung quanh. Ngoài ra thì trại cũng có thêm một cái trung đội viễn thám thường xuyên hành quân bên ngoài trại để kịp thời phát hiện từ xa các cái vụ xâm nhập. Mặc dù trại lực lượng đặc biệt Cà Tum khá kiên cố và hỏa lực mạnh, nhưng lại bị quân giải phóng thường xuyên pháo kích cũng như là bộ đội đặc công của Việt Nam đột kích thường xuyên. Và trong các tư liệu của các cựu chiến binh thì bộ đội đặc công cũng đã thành công trong việc cắt rào xâm nhập vào trại lực lượng đặc biệt Cà Tum trong các cái trận đánh vào năm 1968. Tất cả việc tiếp tế cho trại lực lượng đặc biệt Cà Tum đều được thực hiện bằng đường hàng không trên một đường băng theo hướng Bắc Nam dài là 950m như tôi đã nói ở trên. Ngoài ra thì các cái trực thăng lên thẳng Huey trên cái bãi đáp ở điểm sau phía Tây bên trong trại hoặc là trực thăng Chinook trên bãi đáp trực thăng ngay phía đông của cái đường phi đạo. Trong hồ sơ không lực của Hoa Kỳ, các phi công Mỹ nằm trong cái đơn vị chi viện hỏa lực đường không cho trại Cà Tum đã nói rằng sân bay Cà Tum từ lâu đã nổi tiếng là chuyến đi nóng bỏng,
của các phi hành đoàn không quân thực hiện các cái chuyến tiếp tế từ sân bay Biên Hòa hoặc là Tân Sơn Nhất. Mọi máy bay đều có thể bị trúng đạn tối của bộ đội khi ở trên mặt đất hoặc bất kỳ lúc nào trong quá trình hạ và cất cánh tại phi trường Cà Tum. Chưa kể là súng máy phòng không của bộ đội luôn sẵn sàng khai quả một cách bất ngờ vào các phi hành đoàn. Cho nên tất cả các phi công khi mà tiếp tế cho sân bay Cà Tum đều tiếp cận từ phía nam của đường băng và cũng khởi hành cất cánh cũng từ phía nam của đường băng. Không ai bay về phía bắc của đường băng, tức là khu vực ngày nay là ngã ba Cà Tum đó quý vị. Đó được xem là cái hướng bắc của cái phi đạo của sân bay Cà Tum. Ngoại trừ là các cái máy bay như là F-4 và B-52 khi chi viện hỏa lực thì có thể bay về hướng bắc, bởi vì các máy bay loại này thì có tầm bay cao hơn, cho nên là súng phòng không khó bắn trúng cái mục tiêu như vậy. Ngoài ra thì các cái trực thăng tấn công AH-1 cũng có thể thực hiện các cái phi vụ tấn công từ trên không ở khu vực hướng bắc của đường phi đạo Cà Tum nếu cần thiết. Việc thả hàng tiếp tế và tải thương trên phi đạo của sân bay Cà Tum là một nhiệm vụ khó khăn và phải có kinh nghiệm. Ngay cả khi máy bay chưa dừng hẳn trên phi đạo, ba binh sĩ với áo giáp sẽ lập tức lao ra để cảnh giới và một toán binh sĩ khác sẽ lao đến để bốc dỡ hàng hóa từ trên máy bay xuống, đồng thời cũng như là đưa các cái thương binh lên lại máy bay. Toàn bộ quá trình bốc dỡ hàng hóa xuống cũng như là đưa thương binh lên máy bay được tính bằng phút. Ngay sau đó thì máy bay lập tức quay đầu, cất cánh quay trở về căn cứ ở Biên Hòa hoặc là Tân Sơn Nhất. Và kể từ khi thiết lập, trại Cà Tum đã trở thành một trong những cái tiền đồn quân sự quan trọng. Nhiệm vụ của trại là thăm dò các hoạt động của quân giải phóng dọc biên giới Campuchia và Tây Ninh, tổ chức các cuộc hành quân càn quét các cái lực lượng quân giải phóng trong khu vực. Cà Tum đã trở thành một cái tiền đồn đóng ở vị trí trọng yếu án ngữ hướng di chuyển của quân giải phóng vào chiến khu miền Đông, cho nên là trại Cà Tum thường xuyên hứng chịu các cái đợt tiến công bằng súng cối, súng không dực và pháo kích của quân giải phóng. Cho nên là đôi lúc lính Mỹ đóng ở trại Cà Tum còn gọi vui đây là trại Cà Bom. Và trong cái thời gian chiến tranh tại Việt Nam, trại Cà Tum từng đã diễn ra một trận đánh lớn của bộ đội đặc công quân giải phóng vào năm 1968. Nhưng mà trong trận này thì bộ đội đặc công đã không chiếm được trại lực lượng đặc biệt Cà Tum. Ngược lại thì phía bộ đội đặc công đã chịu thương vong rất nhiều. Chỉ tiếc rằng trong quân sử ngày nay không được nhắc đến. Và một vài bài viết chỉ đề cập sơ lược về trận đánh ở trại Cà Tum trong năm 1968. Và khi mà tôi tìm hiểu về trận đánh tại trại lực lượng đặc biệt Cà Tum thì chỉ có thể tham khảo các cái bài viết của các cựu chiến binh của bộ đội đặc công, những người từng tham gia vào trận đánh của trại Cà Tum, cũng như là các cái tư liệu từ phía quân đội Hoa Kỳ họ còn để lại cho đến ngày nay. Cho nên là các số liệu ở đây thì mong quý vị chỉ xem là một số liệu tham khảo, bởi vì có các cái tư liệu nói các cái số liệu cũng khác nhau quý vị à. Về phía quân giải phóng, để thực hiện đợt 3 của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đầu tháng 8 năm 1968, Bộ Tư lệnh miền đã quyết định mở cái chiến dịch tiến công phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa trên địa bàn hai tỉnh Tây Ninh và Bình Long, nhằm đánh vào cái tuyến phòng thủ vòng ngoài bảo vệ phía Bắc và Tây Bắc của Sài Gòn Gia Định. Và trận đánh vào trại Cà Tum là một trận đánh lớn nằm trong cái tổng thể chiến dịch Tây Ninh Bình Long. Trong chiến dịch này, Bộ Tư lệnh chiến dịch đã chọn Tây Ninh làm hướng tiến công chủ yếu. Trận đánh vào trại Cà Tum diễn ra trong khoảng thời gian hơn 30 ngày, nhưng mà đỉnh điểm giao tranh ác liệt nhất là vào 2 ngày, tức là đêm 17 rạng sáng ngày 18 tháng 8 năm 1968 và ngày 25 tháng 9 năm 1968. Còn những ngày còn lại trong khoảng thời gian hơn 30 ngày này là những ngày máu lửa của các trận pháo kích như mưa của bộ đội miền vào căn cứ Cà Tum. Và cũng trong 2 ngày này, bộ đội đặc công thuộc phòng đặc công cơ giới miền phiên hiệu C-16 trực tiếp công đồn Cà Tum với cái mục tiêu là triệt hạ bằng được đồn này. Trận này đánh theo quy mô cấp tiểu đoàn, cụ thể là tiểu đoàn 5 đặc công của C-16 đã tham chiến. Xin nói thêm, cũng có tư liệu nói rằng trận đánh này là cấp trung đoàn. Xin quý vị đóng góp thêm các thông tin về cái trận đánh tại trại Cà Tum. Bởi lẽ cho đến ngày nay thì thông tin về trận đánh ở trại Cà Tum có vài tư liệu nói khác nhau về cái diễn biến cũng như là cái quy mô của trận đánh. Tôi xin phép được tóm tắt dựa trên cái báo cáo của phía quân đội Hoa Kỳ về nhóm phòng vệ dân sự thiểu số, viết tắt là CMDC.
vào lúc 1 giờ sáng ngày 18 tháng 8 năm 1968, cùng với việc nổ ra đợt 3 của cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân, trại Trà Tâm đã bị tiểu đoàn 5 đặc công tấn công bằng súng AK-B40, thủ pháo cối 82mm, đạn DKB-207mm và súng phóng lựu. Đây là cái báo cáo của phía quân đội Hoa Kỳ nha quý vị. Bộ đội đặc công mặc quần ngắn, ngụy trang đã xuyên qua các lớp hàng rào của căn cứ hình ngôi sao. Đặc công đã thành công trong việc phá tung các cái lô cốt tiến phòng thủ vòng ngoài. Nhưng lúc đầu thì lực lượng đặc công quân giải phóng đã bị đẩy lùi do hỏa lực của đồng minh. Ý ở đây là phía Hoa Kỳ nói là hỏa lực của lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều đặc công của phía quân giải phóng đã tử trận tại hàng rào cuối cùng ngoài căn cứ, làm cho cái lực lượng tiếp ứng vào bên trong đã bị thiếu. Mặc dù là bộ đội đặc công đã củng cố lại cái đội hình và tiếp tục tấn công, nhưng sau khoảng 10 giờ giao chiến trong tầm nhìn thấy nhau thì phía bộ đội đặc công buộc phải rút quân khỏi trại và bỏ lại 56 thi thể chiến sĩ đã hy sinh và không kịp mang ra khỏi cái chiến địa ở Cà Tum. Rồi sau đó cho đến những cái tuần lễ tiếp theo, quân giải phóng liên tục bắn phá trại Cà Tum bằng những cái cơn mưa súng cối 82mm. Lúc này và phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa tại trại Cà Tum đã được tăng cường một đại đội điều từ trại Sóc Con Trang lên, sau đó là một tiểu đoàn điều từ lực lượng cơ động cũng đã được đến tiếp ứng. Và trận chiến ác liệt thứ hai tại trại Cà Tum diễn ra vào lúc 2 giờ 55 phút sáng ngày 25 tháng 9 năm 1968. Trại Cà Tum lúc này lại bị tấn công dữ dội bởi khoảng 110 đạn B-40 bắn vào trại. Lực lượng tấn công cũng là tiểu đoàn 5 đặc công của quân giải phóng. Lúc 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đặc công đánh mạnh vào điểm cánh của ngôi sao khu vực phía tây bắc của trại và đã chiếm được vị trí này vào lúc 3 giờ 45 phút sáng. Từ đây, đặc công đã dùng súng phun lửa, thủ pháo tấn công các lô cốt và tiến phòng ngự bên trong. Phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã bị mất liên lạc trong thời điểm này. Trung úy Nguyễn Minh Đường, trưởng trại Cà Tum, đã thành công nối thông liên lạc với các đơn vị phòng thủ của Mỹ trong căn cứ. Lúc này thì pháo 105mm được bắn vào khu vực đầu ngôi sao, nơi mà bộ đội đặc công của tiểu đoàn 5 đang chiếm giữ. Được pháo và đạn cối yểm trợ, máy bay chiến đấu cũng hỗ trợ hỏa lực ở trên không. Phía Việt Nam Cộng Hòa đã phản công và đẩy lùi được bộ đội đặc công ra khỏi khu vực chiếm giữ. Phía Việt Nam Cộng Hòa có 12 biệt kích bị tử trận, 17 bị thương và một thường dân cũng bị tử nạn trong cái trận đánh này. Phía bộ đội đặc công có 141 người bị hy sinh và 9 người đã bị bắt làm tù binh. Như vậy, đây là cái số liệu theo cái báo cáo của phía Hoa Kỳ nha quý vị. Tổng cộng trong hai trận đánh, trận thứ nhất là đêm 17 rạng ngày 18 tháng 8 năm 1968 và trận thứ hai là ngày 25 tháng 9 năm 1968. Thì phía tiểu đoàn 5 đặc công quân giải phóng có trận đầu là 56 chiến sĩ hy sinh, trận thứ hai là 141 chiến sĩ hy sinh, tổng cộng là 197 liệt sĩ hy sinh trong căn cứ Cà Tum và 9 chiến sĩ bị bắt làm tù binh. Đây là cái báo cáo của cái phía quân đội Hoa Kỳ trong cái trận đánh vào trại Cà Tum vào năm 1968. Nhưng mà theo lời kể của các bác cựu chiến binh bộ đội đặc công, những người từng tham gia trận đánh đồng Cà Tum năm xưa thì cho rằng trong cái trận đêm ngày 17 rạng sáng ngày 18 tháng 8 năm 1968 thì bộ đội đặc công hy sinh gần hàng rào bên ngoài căn cứ khá nhiều, chứ không chỉ là 56 liệt sĩ theo như phía Mỹ thống kê. Còn trong trận ngày 25 tháng 9 năm 1968, tiểu đoàn 5 bộ đội đặc công cũng được bổ sung rất nhiều quân từ miền Bắc mới vào. Trận này, tiểu đoàn 5 huy động 3 đại đội gồm C-46, C-47 và C-48, có tăng cường các cái tổ hỏa lực súng phun lửa của binh chủng hóa học. Và trong cái trận này, thì phía tiểu đoàn 5 bộ đội đặc công là quyết đánh chiếm bằng được căn cứ Cà Tum. Nhưng mà lúc này phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã tăng cường quân phòng thủ chặt chẽ hơn, nhất là sau cái trận đánh trước đó là vào ngày 17-18 tháng 8, thì trại Cà Tum đã nâng cao cảnh giác. Lúc này thì hỏa lực của Mỹ và phía Việt Nam Cộng Hòa còn trong trại rất là mạnh. Chưa kể là có sự chi viện từ trên không của máy bay chiến đấu, cho nên trong trận này, phía bộ đội đặc công hy sinh khá nhiều nhưng vẫn không chiếm được đồn Cà Tum. Cho đến ngày nay thì theo lời kể của các cái cựu chiến binh của phía quân giải phóng thì nhiều liệt sĩ trong cái trận đánh trại Cà Tum vẫn còn nằm lại cái chiến trường ngày xưa.
Mãi đến giai đoạn năm 1972, năm 1973 thì trại Cà Tâm mới bị quân giải phóng tiếp quản. Đến năm 1974 thì khu trại Cà Tâm là một khu đất bỏ hoang. Và hiện nay như quý vị thấy thì nhà cửa san sát với nhau trên con đường mà khi xưa chính là phi đạo của Cà Tâm. Còn khu vực trại Ngôi Sao cũng là nhà cửa sau năm 1975. Trong cái khu dân cư này thì có thêm những cái vườn cây nó xen kẽ nha quý vị. Và nếu nhìn trên bản đồ thì dấu tích duy nhất còn sót lại của đó chính là cái khu đất trống hình vuông lọt thỏm trong cái khu dân cư. Chính cái vị trí này ngày xưa là căn cứ hình ngôi sao của trại Cà Tâm. Trong trận đánh tại trại Cà Tâm ở Tây Ninh, phòng thủ tại lực lượng đặc biệt Cà Tâm trong giai đoạn đầu năm 1968 được chỉ huy trực tiếp bởi toán A-129 lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa do Trung úy Nguyễn Minh Đường làm trưởng trại. Bên cạnh còn có các cố vấn thuộc toán A-322 lực lượng đặc biệt thuộc Liên đoàn 5 lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ do thiếu úy Donald Gibson làm chỉ huy. Và cũng xin nói thêm về lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa. Binh chủng lực lượng đặc biệt của Việt Nam Cộng Hòa thì có mặt trên 4 vùng chiến thuật. Bộ chỉ huy cao nhất của mỗi vùng là C, gồm có C1, C2, C3 và C4, tương ứng với 4 vùng chiến thuật. Thoạt đầu, cấp chỉ huy cao nhất của các C chỉ là thiếu tá, sau này được nâng lên cấp đại tá. Mỗi C chỉ huy vài toán B và mỗi toán B chỉ huy vài toán A. Toán A là chỉ huy một trại lực lượng đặc biệt có từ 12 cho đến 14 sĩ quan, hạ sĩ quan. Phía lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ cũng có số sĩ quan và hạ sĩ quan tương đương, nhưng phía Hoa Kỳ chủ yếu làm công tác cố vấn. Một trại lực lượng đặc biệt có từ 4 cho đến 6 đại đội, nghĩa là quân số của một trại lực lượng đặc biệt tương đương hoặc nhiều hơn một tiểu đoàn bộ binh. Như vậy thì trại lực lượng đặc biệt Cà Tâm trong giai đoạn năm 1968, quân số tương đương với khoảng cấp một tiểu đoàn đó quý vị. Các sĩ quan và hạ sĩ quan của lực lượng đặc biệt được học qua nhiều cái môn huấn luyện khác nhau như là du kích và phản du kích, phá hoại, cứu thương, gọi pháo binh, truyền tin, xâm nhập, thám sát. Do đó thì các sĩ quan và hạ sĩ quan lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa được đánh giá là có sức chiến đấu rất là tốt trên chiến trường. Và cũng trong video này cũng xin nói đôi nét về Trung úy Nguyễn Minh Đường. Ông sinh năm 1941, quê ở Tầm Phu, Long An. Ông xuất thân khóa 14 của trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức vào năm 1962, mãn khóa vào năm 1963. Sau đó, ông học tại Trung tâm huấn luyện hạ sĩ quan Phú Bài ở Huế. Sau này thì ông đã trải qua khóa 4 hướng dẫn trưởng trại lực lượng đặc biệt tại Đồng Ba Thành và khóa 110 nhảy dù tại sư đoàn nhảy dù. Trung úy Đường từng tham chiến tại các trại A sau rồi làm trưởng trại A lưới khi chỉ mới mang lon chuẩn úy. Sau khi về lại dùng 3 chiến thuật, ông là trại phó của trại Bù Đốp. Đến đầu năm 1968, qua cái lời tiến cử của đại quý Nguyễn Công Triệu, trại trưởng trại Bù Đốp, ông về làm trại trưởng trại lực lượng đặc biệt Cà Tâm ở Tây Ninh. Và trong trận đánh vào trại Cà Tâm của bộ đội đặc công, Trung úy Nguyễn Minh Đường đã thành công trong việc giữ trại Cà Tâm. Đầu năm 1968, ông về làm trưởng trại lực lượng đặc biệt Đức Huệ. Khi đó, ông đã lên loan đại quý. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng như các quân nhân khác của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông đã đi học tập cải tạo trong trại giam K3 ở Nghệ Tĩnh khoảng 10 năm. Đến năm 1995, ông cùng gia đình đã qua Mỹ định cư và ông qua đời ở Mỹ vào cuối năm 2013. Như vậy thì ngày hôm nay tôi cùng với tất cả quý vị đã thăm lại được cái dấu tích còn sót lại của trại lực lượng đặc biệt Cà Tâm. Đường phi đạo của trại Cà Tâm ngày nay chính là con đường chạy ngang ngay chỗ ủy ban xã Tân Đông. Và những dấu tích ngày xưa thì không còn gì lại hết quý vị à. Thì cái dấu tích duy nhất nếu mà chúng ta nhìn vào bên trong cái trại lực lượng đặc biệt hình năm cánh sao chỉ là một cái sân vận động còn nhỏ thôi. Xung quanh đây thì nhà cửa thôn xóm nó cũng đã sung túc rồi. Đến đây thì xin phép được tạm dừng video này và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở một câu chuyện tiếp theo.